Em chào cả nhà nhé. Hôm nay em đến giới thiệu với cả nhà về cái cây mận Úc tím ruột vàng mà bên em Yến hàng đang sẵn nhá, hàng đang sẵn cho khách trồng. Đầu tiên em giới thiệu với cả nhà là cái dòng quả mận này nó là một trong những cái dòng mận mà quả rất là to, nó to gấp 3 lần quả mận hậu, gấp 2 đến gấp 3 lần quả mận hậu của chúng ta. Và có một cái đặc điểm là vỏ của nó rất là tím. Em gọi nó là màu tím, tím ngắt luôn ấy. Nhưng mà khi ăn thì bên trong của nó lại là màu vàng. Đấy, em gọi là mận Úc tím. Mận Úc tím ruột vàng các bác nhá. Cái cây này nó cao lên tầm 6-70 phân. Có những cây cao gần cả mét cơ, nói chung là đẹp. Em đang cắt hết phần ngọn đi này. Bấm bớt phần ngọn đi cho nó ra những cái nhành nhỏ nhỏ đấy. Gốc thì các bác thấy đấy ạ, gốc thì tương đối là đều đẹp. Cái lô này em Yến thì có tầm khoảng hơn 1.000 cây thôi. Cái hàng này thì nó không được có nhiều lắm. Hàng này nó không nhiều nên là các bác có thể lưu ý. Nếu chúng ta trồng về kinh tế thì đây là một trong những dòng cây khá là kinh tế để cho chúng ta có thể suy nghĩ. Vì sao em Yến lại nói là dòng cây khá kinh tế cho chúng ta phải suy nghĩ? Đầu tiên em Yến muốn chia sẻ đây là cái dòng mận rất là mới. Thứ hai nữa là quả khá là to. Quả rất là to, rất là đều quả và ăn nó có cái vị ngọt. Nó có vị ngọt thanh, không có vị kèm theo vị chua nhé. Bác lưu ý là không kèm theo vị chua. Cái mận Úc này nó sẽ cho chúng ta thu quả bắt đầu từ tháng 5, tháng 6 đến hết tháng 7. Đó, chúng ta sẽ thu quả vào tháng 5, tháng 6, tháng 7. Cái ưu điểm của nó ở đây em muốn nói với các bác đấy chính là cái quả nó khá là to, nó tương đối to nên là mọi người khá là chuộng. Thứ hai nữa là nếu như mà để lựa chọn ăn một cái loại quả mà có cái vị chua và một loại quả nó có vị ngọt thì đương nhiên là khách hàng bên em thì mọi người sẽ lựa chọn cái dòng cây có vị ngọt chứ không thể nào chọn vị chua. Tuy nhiên đây là một trong những dòng mận mà nó khá là mới mẻ nên là không phải ai cũng biết đến nó. Lá mận thì nó to hơn lá mận, nó to hơn cái lá mận 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 hậu của mình, to hơn lá mận cơm của mình. Lá khá là to các bác nhé. Lá cũng giống nhưng mà nó to hơn nhiều. Và thêm một cái đặc biệt nữa là cái thân của nó màu tím. Cái thân của cây mận nó màu tím. Lá thì vẫn xanh nhưng thân màu tím các bác nhé. Còn cái mận Úc mà cái mận tím ấy tím hẳn, tím vào trong và ngoài ấy, thì lá của nó là tím, lá tím, thân tím, hoa tím, tức là sau này nó đều màu như thế. Nhưng mà cái mận Úc mà ruột vàng thì nó lại có cái đặc điểm hơi khác một chút là cái thân của nó. Đây, các bác có thể thấy những cái thân mà nó mới đang bánh tẻ thì nó không phải màu tím nhá, nhưng mà những cái thân nào mà nó đã già rồi đấy, những thân nó đã già hơn thì nó sẽ chuyển sang màu tím. Hiện tại cái lô mận này bên em thì đang tương đối là nhiều và đẹp. Các bác nếu mà các bác trồng ấy thì chúng ta nên tranh thủ cái thời điểm mà đang mưa xuân như thế này để chúng ta trồng cây đi. Nó sẽ đẹp, nó sẽ tương đối là khỏe cây và đẹp các bác nhé. Nếu các bác mà có nhu cầu trồng về cái dòng cây này, các bác thích cái dòng cây này, có nhu cầu trồng cái dòng cây này thì các bác có thể liên hệ trực tiếp với em trên số điện thoại trên màn hình nhé. Và cái video của em hôm nay giới thiệu về dòng mận tím và bên em xin được tạm dừng tại đây. Liên quan đến kỹ thuật trồng thì các bác có thể inbox riêng trên phần Zalo cho em hoặc có thể gọi điện trực tiếp để em có thể chỉ dẫn cụ thể ạ. Và video của em xin được tạm dừng tại đây nhé. Em chào tất cả mọi người nhé.